Chiều nay ngày 16 tháng 10, bão Nessat đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, cường độ mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Chủ động ứng phó với các tình huống của bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão Nessat để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc là không di chuyển vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Chủ động cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu. Những cơn mưa lớn đang gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, huyện Trà Bồng. Một lượng bùn kèm theo đất đá từ đầu nguồn trôi xuống phía hiện trường. Đến chiều nay chưa có tín hiệu nào về nạn nhân bị mất tích. Các lực lượng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm. Thông tin thời tiết tại Quảng Ngãi trong ngày mai ngày 17 tháng 10. Tỉnh Quảng Ngãi ngày mai trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh trong dông. Ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt dao động là từ 23 đến 30 độ. Và sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào. Chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng yếu. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi nhiều mây, có lúc có mưa rào, nắng gián đoạn. Thị xã Đức Phổ có mây, có mưa rào, nắng yếu. Thị trấn Ba Tơ nhiều mây, ngày hưởng nắng yếu, có mưa và dông. Lý Sơn nhiều mây, nắng yếu, có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Thông tin về thời tiết biển, do ảnh hưởng của cơn bão, trong đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão. Khả năng có gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Đi kèm với mưa dông, đó chính là lốc xoáy. Còn những vùng biển khác, trong đêm nay sẽ chịu sự chi phối của gió Đông Bắc và khối không khí lạnh tăng cường. Khắp khu vực từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi trong đêm nay và ngày mai, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Biển động có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới, nên ngư dân cần có kế hoạch đánh bắt sao cho phù hợp. Riêng khu vực huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, dự báo từ đêm nay gió mạnh lên cấp 6, cấp 7 và cấp 8, biển động. Tuyến đường biển Sa Kỳ, Lý Sơn có khả năng bị ảnh hưởng dài ngày. Người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn. Với các vùng biển phía Nam, khu vực ven bờ từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, trong đêm nay và ngày mai có mưa dông. Gió hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1,5 đến 3 mét, biển động. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm từ 20 đến 80%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa lớn và dông. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 90 đến 91%.